Trời ơi, sao nó mất ít máu quá vậy? Nó giờ còn hết đạn nữa. Trời ơi, bắn đâu quá vậy? Đừng có bắn nữa. Shit, đừng. Hay quá. Nó tự tế rồi. Run tay quá. Đường này đâu đây? Take a step forward. Đạn rồi. Gì đây? Có ngồi đánh hay quá. Từ từ thôi. Từ từ. Từ từ. Từ từ. Tính. Té xuống dưới là chết luôn đấy. Ôi trời. Đi đường thẳng. Từ. Luôn vãi. Oh shit. Phew. Tiếng con gì vậy? Bên đó cũng được đi. Nhưng mà đi thử bên đây. Biết một phát. Oh shit. Không qua được tới bên đó sao? Gì sao đây? Không lẽ nhảy xuống? Nhảy xuống vậy? Hơi cao. Ôi.
Ý, hay quá. Hên quá, chứ phải hay quá. Để mình đi vòng lên lại thử thôi. Nên là làm một vài món trên kia. Gì đây? Memories from memory trời hết hồn, tưởng bao nhiêu ngoài đó chứ. Ủa sao qua đây được ta? Nhiều thuốc giải độc. Ok, thì mình vòng ra mình đánh với cái thằng Hunter hồi nãy coi. Lộn chỗ rồi. Shit. Okay. Let's go. Anh làm trò gì ngoài đó vậy? Trời. Ý trời.
What the fuck? How can I fight him like that? Mày xạo hả? Giỡn với bộ chuối hả? Ơi trời. Ơi. Trời nguy hiểm vậy. Ơi. Ôi trời. Nó còn hồi máu nữa. Cẩn thận thôi, sắp rồi. Sắp rồi. Còn xíu nữa. Còn xíu nữa. Yeah, phải vậy chứ. Yes. Anh khó khăn vậy.